Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi thấy một cái bài báo trên trang báo Dân Trí có cái tựa đề hay quá, thì không biết là nó cũng đã kéo dài hơn 2 tháng rồi. Tuy nhiên rằng trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu được thêm về luật an ninh mạng. Theo báo Dân Trí thì phóng viên là P Thảo: không đặt máy chủ thì Facebook, Google phải có cơ quan đại diện tại Việt Nam. Đó là cái quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu ra khi giải trình tiếp thu dự thảo luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng một lần nữa được xin ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách trước khi đưa ra Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp giữa năm nay, tháng 5 năm 2018. Cái bài báo này cách đây khoảng 2 tháng, đó là ngày 4 tháng 4. Thì như quý vị và các bạn biết rồi, cái luật an ninh mạng đã có đã được thông qua vào ngày 12 tháng 6, và với cái tỷ lệ biểu quyết là 86%. Tuy nhiên rằng là tôi cho rằng cái đề tài này nó vẫn không cũ, và tôi quyết định tôi tặng quý vị và các bạn. Ngày 4 tháng 4, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức theo thông lệ. Trước khi bắt đầu kỳ họp Quốc hội giữa năm, luật an ninh mạng là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại hội nghị này. Dự luật đã được trình Quốc hội xem xét thảo luận từ kỳ họp cuối năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, thì một cái quy định của pháp luật thì trước khi đưa vào thì có cái ý kiến phản biện từ nhiều nguồn khác nhau. Trong lần cho ý kiến lần đầu tiên tại Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với cái hệ thống pháp luật. Theo những ý kiến này thì một số cái nội dung của dự thảo chưa tách bạch rõ ràng giữa an ninh mạng với an toàn thông tin mạng, và một số cái nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân giao chính phủ quy định là chưa phù hợp với hiến pháp. Thì một số cái đại biểu không tán thành ban hành luật và đề nghị sửa đổi luật an ninh mạng, luật an toàn thông tin mạng hoặc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành hai luật này. Chính xác đó quý vị và các bạn, khi một cái dự luật đã được có hiệu lực thì sẽ có những cái văn bản như nghị định, nghị quyết, thông tư để chi tiết hóa những cái vấn đề, những cái quy định của pháp luật, thế nào là không gian mạng, thế nào là hành vi lôi kéo xúi giục, và những cái hướng dẫn chi tiết khác. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, không gian mạng là môi trường đặc thù, có những yêu cầu nội dung riêng về công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, phòng ngừa đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì thế nên việc sửa đổi bổ sung luật an ninh quốc gia thể hiện cái chi tiết cụ thể đối với công tác quản lý nhà nước, hoạt động bảo vệ quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Còn đối với luật an ninh mạng, an toàn thông tin mạng chủ yếu điều chỉnh các vấn đề an toàn thông tin. Tuy nhiên có một số quy định đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa quy định đầy đủ cụ thể các hoạt động liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Hoạt động bảo vệ an ninh mạng có liên quan đến quyền của con người, quyền công dân, nên không thể ban hành văn bản dưới luật để điều chỉnh về an ninh mạng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, với những lập luận như vậy thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần thiết phải ban hành luật an ninh mạng. Đi vào nội dung cụ thể, vấn đề nóng qua nhiều phiên thảo luận cả trong và ngoài nghị trường vẫn là quy định liên quan đến yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông Internet tại Việt Nam.
Thực tế Việt Nam có hơn 80 triệu tài khoản Facebook và 50 triệu thuê bao Internet, là một trong 7 quốc gia có tốc độ phát triển Internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Một số vị đại biểu nhấn mạnh rằng để đảm bảo môi trường phát triển dân chủ nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia, rất cần thiết phải xem xét kỹ lưỡng, cẩn trọng trước khi đề ra điều luật để quản lý lĩnh vực hết sức nhạy cảm này, và quy định của các doanh nghiệp phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam là trái với các điều ước mà quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhưng theo một số cái vị khác thì doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận trên lãnh thổ Việt Nam thì phải bình đẳng như các doanh nghiệp khác. Và nhiều nước đã thực hiện cái quy định đặt máy chủ như bang soạn thảo luật đề xuất. À, không chỉ trái chiều quan điểm ở nghị trường mà ngay từ khi dự thảo luật chưa được trình quốc hội đã có một số vị đại sứ nước ngoài ở Việt Nam như là đại sứ hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đại sứ Úc, đại sứ Canada, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu và đại sứ quán các nước thành viên tại Việt Nam gửi thư chung đến quốc hội bày tỏ quan điểm quan ngại về yêu cầu đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam và cho rằng trái với cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam, bao gồm những cam kết với tư cách là một thành viên của WTO. Trước nhiều chiều quan điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổ chức để tọa đàm trao đổi với vị đại sứ làm rõ các kiến nghị có liên quan sau khi cân nhắc nhiều mặt, đồng thời tham khảo các quy định tương tự của pháp luật đối với các nước thành viên của WTO. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo không quy định nội dung này vào dự thảo luật để đảm bảo tính khả thi và thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ vào Việt Nam. Song, khi đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam vẫn giữ trong dự thảo. Quy định này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho là đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với dữ liệu điện tử, xử lý các tình huống các hành vi trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời gắn nghĩa vụ trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, phục vụ điều tra, xác minh, xử lý những vi phạm liên quan đến người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, đảm bảo tính khả thi, phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin chống đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật của Việt Nam, ngăn chặn có hiệu quả những cái hoạt động chống phá các đối tượng phản động, gián điệp trong nước và ngoài nước sử dụng không gian mạng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định rằng yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam là phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế các quyền về dân sự, chính trị, Công ước Quốc tế về các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa, Hiệp định cơ bản của WTO phù hợp với Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Quy định này cũng đáp ứng nhu cầu trước cái tình hình thực tiễn hiện nay. Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến ngày tháng 1 năm 2018, Google đã thuê 1.781 máy chủ, Facebook thuê 441 máy chủ của các doanh nghiệp Việt Nam để lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Sự cần thiết giữ những cái quy định còn tạo ra một cái hành lang pháp lý cho các bộ ngành chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới khi kinh doanh vào Việt Nam, đảm bảo chủ quyền thanh toán, chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp này, đồng thời xóa bỏ sự bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái một cái bài báo có cái tên là Không đặt máy chủ thì Facebook, Google phải có cơ quan đại diện tại Việt Nam. À, bài báo này của báo Dân Trí đăng ngày 4 tháng 4. À, và tôi nghĩ rằng là cái việc mà vài hôm nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng cho rằng cái luật an ninh mạng đã có hiệu lực, đã có
biểu quyết thông qua và bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2019, để quý vị và các bạn hiểu thêm về vấn đề thế nào là luật an ninh mạng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thì sắp tới thì tôi sẽ có những cái bản tin của Đoàn Gia Phúc nói về luật an ninh mạng quy định như thế nào về việc bày tỏ ý kiến cá nhân. Quý vị và các bạn đón xem nhé. Xin trân trọng cảm ơn.